Khám phá hệ thống đài phun nước lớn nhất thế giới. Quần thể cung điện và công viên Peterhof nằm ở phía tây thành phố Saint Petersburg có hệ thống đài phun nước lớn nhất thế giới, được chính thức khởi công xây dựng vào năm 1714 dưới thời đại đế gia Peter Romanov. Cung điện mùa hè Peterhof là sự quy tụ tài năng của những bậc thầy về kiến trúc của châu Âu lúc bấy giờ. Cung điện Peterhof bao gồm 7 công viên, 20 lâu đài và tiền sảnh, cùng 140 vòi phun nước và hơn 200 tác phẩm điêu khắc. Trong gần 300 năm tồn tại, hệ thống đài phun nước không chỉ nổi bật ở tính độc đáo trong thiết kế, mà còn đóng góp thiết thực vào việc cung cấp nước sạch cho người dân địa phương. Theo đó, ở chính giữa là bức tượng Samson đang chiến đấu với sư tử. Cột nước phun ra từ miệng con mãnh thú này có chiều cao hơn 22m và có tổng cộng 18 ao chứa với diện tích khoảng 100 ha, chứa hơn 1.300.000 mét khối nước để cung cấp cho hệ thống đài phun nước của Peterhof. Các đường ống ngầm dẫn nước từ các ao và hồ ở vườn thượng xuống các đài phun nước và sau đó nước theo kênh lớn đổ ra vịnh Phần Lan. Một điểm vô cùng đặc biệt ở đây, nếu có mặt vào đúng 11 giờ trưa, bạn sẽ được lắng nghe âm thanh của 140 đài phun nước đồng loạt phát bài Hymn to the Great City, một bài nhạc thủy sướng thánh ca. Vẻ đẹp của nơi đây dường như được nâng lên một bậc khi UNESCO chính thức công nhận cung điện Peterhof là di sản văn hóa thế giới vào năm 1990. Cung điện nguy nga cùng hệ thống đài phun nước này chính là một trong 7 công trình kiến trúc đẹp nhất của nước Nga.